Chào các bạn, hôm nay Kisato Thanh Hóa xin giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu nhà cấp 4 may thai 4 phòng ngủ tiện nghi tại Lang Chánh, Thanh Hóa của gia đình anh Bùi Văn Liên. Sau khi có buổi khảo sát thực tế tại khu đất của gia đình anh Liên và được lắng nghe mong muốn của gia đình anh, Kisato đã lên phương án thiết kế công năng sử dụng cho mẫu nhà cấp 4 như sau. Với diện tích sử dụng cho mẫu thiết kế là 150m², mẫu nhà được bố trí gồm 4 phòng ngủ 12,3m², 12,67m², 13,01m² và 13,8m², phòng khách 37,79m², phòng thờ 10,56m², phòng bếp ăn 24,73m², nhà tắm 4,55m² và nhà vệ sinh chung 2,81m². Khối ngồi đua rộng phía trước cùng với kiến trúc mái thái thiết kế giật cấp cân đối, gam màu xanh lam đẹp mắt, mang đến hiệu ứng thẩm mỹ chỉn chu cho toàn bộ công trình. Sử dụng cửa gỗ để thiết kế cửa chính và được thiết kế thêm khung kính hai bên nhằm tạo sự thông thoáng cho không gian bên trong ngôi nhà. Cửa ra vào là cửa kính cường lực với cánh cửa gỗ rộng, tăng thêm phần trang trọng cho ngôi nhà. Cửa chất liệu gỗ luôn được ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, trang trọng của nó. Bên cạnh đó, cửa sổ của căn nhà được bố trí kiểu kính cường lực khung nhôm đảm bảo tính bền bỉ cho hệ thống cửa của căn nhà cấp 4, giúp căn nhà tối ưu hóa việc lấy ánh sáng cho không gian trong phòng. Nhìn từ mặt tiền mẫu nhà cấp 4 may thái, có lẽ quý vị không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp của căn nhà theo phong cách kiến trúc hiện đại, thiết kế mái vòm mềm mại, tôn lên vẻ đẹp thanh tao cho ngôi nhà thay vì những thiết kế sảnh ngang bằng đơn giản. Trên phần mái vòm có chi tiết hoa văn trang trí lai một chút phong cách cổ điển, tránh sự đơn điệu trong thiết kế. Phần hiên mái phía trên tuy không cùng tông màu với nước sơn của diện tường nhưng lại đóng vai trò là chi tiết trang trí cực kỳ hòa hợp với tổng thể kiến trúc mẫu nhà cấp 4 may thái. Nền móng nhà cấp 4 may thái được thiết kế khá cao và thoáng, toàn bộ chân móng được ốp đá quậy trang trí đem đến hiệu ứng nghệ thuật khá tươi mới và tràn ngập sắc màu. Thiết kế bậc ngũ cấp khá thoáng, thiết kế sảnh chính cùng với trụ cột tròn, phô diễn những đường nét thẳng khỏe khoắn, kiên cố và vững chãi nâng đỡ hệ mái với thiết kế vòm bán nguyệt độc đáo, đem đến sự mềm mại, uyển chuyển cho hình khối tổng thể công trình. Hệ mái của mẫu nhà cấp 4 được sử dụng lối kiến trúc mái thái đổ bê tông cốt thép hiện nay được ứng dụng cao hơn so với thiết kế hệ vỉ kèo sắt thép. Tính thẩm mỹ cao hơn, thiết kế có thể đảm bảo độ dốc, thiết kế giật cấp đối xứng thể hiện hiện hiệu ứng thẩm mỹ tốt hơn. Cùng với đó, kiến trúc mái thái sẽ giúp cho việc thoát nước mở khá tốt, hạn chế tình trạng ẩm mốc, đồng thời kiến trúc mái thái sẽ giúp chống nóng rất tốt cho công trình vào mùa hè. Không sở hữu khu đất có diện tích rộng rãi, phần lớn không gian dành để thiết kế biệt thự, sân vườn nhỏ hẹp phía trước được các kiến trúc sư quy hoạch khoa học, hợp lý, mang tới không gian xanh mát, tô điểm cho vẻ đẹp công trình. Những khóm hoa, tiểu cảnh được chăm sóc tỉ mỉ, cắt tỉa gọn gàng, sân chơi lát gạch đỏ sạch sẽ, thuận tiện cho vệ sinh, di chuyển cũng như làm nơi vui chơi ngoài trời khá lý tưởng cho các thành viên trong nhà. Sự phối hợp màu sắc cũng là một trong những yếu tố khiến ngôi nhà trở nên thu hút. Ngôi nhà với kiến trúc đơn giản nên việc kết hợp màu sắc cũng được các kiến trúc sư vô cùng quan tâm. Trên nền tông màu trắng chủ đạo, màu ghi xám đan xen ở các mảng tường tạo nên sự tương phản nổi bật. Cùng với đó là màu xanh than của hệ mái thái đã tạo nên một bản giao hưởng màu sắc rất hài hòa và độc đáo. Vậy là Kisato Thanh Hóa vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu nhà cấp 4 may thái 4 phòng ngủ tiện nghi tại Lang Chánh, Thanh Hóa của gia đình anh Bùi Văn Liên. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.